Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu Android Box mới ra trên thị trường mà mới ra vào đầu năm 2016. Mang tên Minix Neo U1. Như các bạn thấy thì Minix vẫn giữ nguyên các kiểu dáng thiết kế từ vỏ hộp cho đến thiết bị bên trong. Minix Neo U1 sử dụng chip Armonic S905, nền tảng chip 64 bit. Đây, các thông số trên vỏ hộp đã ghi thông số cơ bản hỗ trợ chuẩn nén H265 10 bit màu. Bên cạnh thân hộp có một số thông số cơ bản về cấu hình phần cứng, ví dụ như chip xử lý trung tâm CPU ARM Cortex ARM A53 4 nhân, chip xử lý hình ảnh GPU sử dụng chip Mali 450 pentacore, RAM 2GB DDR3, bộ nhớ trong 16GB, sử dụng bộ nhớ flash của MMC. Phần trên đầu có các phụ kiện đi kèm như điều khiển, anten, nguồn, HDMI. Minix Neo U1 hỗ trợ chuẩn HDMI chuẩn 2.0, cáp USB, cáp OTG. Phần sườn bên thì có các thông số như Minix Neo U1 hỗ trợ độ phân giải 4K, hỗ tích hợp sẵn XBMC, sử dụng hệ điều hành Android Nonipot 5.1.1, chuẩn Wi-Fi rất đáng lưu ý là chuẩn Wi-Fi là chuẩn AC, bắt Wi-Fi rất tốt và với công nghệ Dual Band. Ở mặt sau là các thông số cơ bản như chip RAM, HDMI ở đây. Đây là một điều đáng lưu ý là con Minix Neo U1 là sản phẩm Android Box đầu tiên hỗ trợ chuẩn 4K 60Hz. Đây, thông số ghi chuẩn HDMI 2.0. Bây giờ mình sẽ mở hộp. Điều đặc biệt của Minix Neo U1 nó chính là cái con chip Armonic S905. Đây, một con chip với nền tảng 64 bit rất mượt và cho hiệu năng rất tốt. Đo benchmark mình đã test thử lên đến 38.000. Đây là một chiếc box của Minix Neo U1. Bên trong cũng có các thông số cơ bản, phụ kiện đi kèm. Phụ kiện đi kèm gồm có remote, nguồn, cáp USB, cáp OTG, anten, HDMI chuẩn 2.0, sách hướng dẫn sử dụng. Đây là các sản phẩm trước đó của Minix. Minix thì được hiện tại Minix Neo U1 được phân phối chính hãng bởi Tech360. Mình sẽ bỏ gọn phần bộ phụ kiện sang một bên. Thì đã xem qua con Minix Neo U1. Minix Neo U1 vẫn giữ nguyên với thiết kế của giống các sản phẩm tiền nhiệm vừa trước, với kiểu dáng giống như X8 Plus hay X8H Plus. Logo được in chìm. Có nút nguồn, ba cổng USB 2.0, thẻ nhớ micro SD, kết nối OTG, khóa chống trộm của laptop. Mặt sau có cổng AV, headphone, HDMI chuẩn 2.0, cáp quang chuyển âm thanh đa kênh, sắc mạng G45, nguồn. Bên cạnh thì có anten, bạn có thể lắp anten wifi không phụ kiện vào. Mặt trước phím nét hiển thị, mắt nhận hồng ngoại và điều khiển. Mặt dưới là các thông số như seri và một số thông số cơ bản như nguồn. Hiện tại thì mẫu Minix Neo U1 được Tech360 phân phối với giá 3.150.000, được tặng kèm một chuột bay cao cấp Neo A2.
Cho nên là mình đã mở hộp con Minix Neo U1. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các clip hướng dẫn sử dụng và test tính năng của Minix Neo U1.